Các bạn biết không, đối với những cái đứa trẻ sinh ra vào những cái giai đoạn 9X đầu đời đầu như mình á, và đến những cái đầu năm 2000 thì thật sự những cái thứ như là điện thoại, hoạt hình, máy tính đều là những thứ chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng thôi. Trường hợp nào gia đình giàu có lắm ạ thì mới có đầu chạy băng VHS, mua băng hoạt hình về để xem, chứ đại đa số những đứa trẻ sinh ra trong cái thời điểm ấy đều chỉ biết đến những trò chơi dân gian như là ô ăn quan, bịt mắt bắt dê hay là nhắm mắt đi tìm. Bạn B, cái người gửi cho mình câu chuyện này cũng vậy. Vì rất nhiều lý do đặc biệt mà B không muốn tiết lộ tên tuổi nên mình cũng xin phép được tôn trọng ý kiến của bạn. Và chào các bạn nhá, lại là mình, cô bé Hà Nội của Kể Chuyện Đêm Khuya đây. Câu chuyện mà hôm nay bạn B đem đến cho chúng ta có liên quan mật thiết đến một trò chơi quen thuộc ở thế hệ chúng mình, đó chính là trò bịt mắt đi tìm. Và một sự việc rất nổi tiếng vào thời điểm đó, đó là sự kiện một nhà ngoại cảm tìm thấy hài cốt liệt sĩ trong khuôn viên một trường trung học cơ sở tại Hà Nội, trường tên là TV nha. Cái thời điểm cụ thể vào ngày nào B không còn nhớ rõ nữa, nhưng cái năm đấy là năm 2004, khi đó B đang là học sinh của trường ở Hà Nội. Khi ấy nhà trường tiến hành tổ chức một cái ngày lễ kiểu event, đại khái là nó kiểu kiểu giống như là giờ trái đất nha mọi người. Buổi lễ được diễn ra vào khoảng 7 giờ tối, bao gồm học sinh của cả 4 khối, khối 6, khối 7, khối 8, khối 9, cùng toàn thể giáo viên và một số phụ huynh cốt cán trong các chi hội phụ huynh của nhà trường. Và buổi lễ diễn ra chẳng có gì đáng nói. Một chú cán bộ được đưa lên bục, díu mắt đọc ê à những cái bài huấn tử tương đối lề thề về chủ đề muôn thuở như là bảo vệ môi trường này, tắt điện bật tương lai hay là hạn chế sử dụng túi ni lông để giảm thiểu rác thải nhựa. Và sau đó thì bác lao công trong trường cũng được vinh dự đứng lên phát biểu, khuyên các cháu nên phân loại rác trước khi đem bỏ vào thùng để đỡ mất công bác phải ra nhặt mỗi lần vận động hành lang với đội ngũ đổ nát. Cuối cùng là một cái bài phát biểu dài gần nửa tiếng của một giáo viên trong trường. Nói chung đại ý cũng tương tự như những cái bài huấn tử vừa rồi. B kể đám học sinh B ngồi trên những cái ghế nhựa con, há hốc mồm, mắt lờ đờ mà buồn ngủ lắm rồi. Chẳng biết có được cái chữ nào vào đầu không, mà chỉ thấy thi thoảng lại có những cái tiếng vỗ mũi đèn đẹt liên tiếp và những cái tiếng ngáp kéo dài như là tiếng ếch gọi mưa. Và cuối chương trình mới đến cái màn văn nghệ biểu diễn. Màn này thì gồm 3 tiết mục nhạt tuẹt của mấy đứa học sinh trong đội văn nghệ. Và bản thân B cũng có mặt trong cái nhóm ấy. B bị đóng vai một cái cây bị lâm tặc nó đốn hạ. Thế là nguyên nửa tiếng đồng hồ, bà ấy nằm im thin thít trên sân khấu, đầu đội cái mũ buộc toàn dây dứa màu xanh để giả là một cái cây. Tay chân thỏ ra chỗ nào là chỗ đấy sưng vù toàn vết muỗi. Kết quả của buổi văn nghệ tắt đèn bật tương lai là hai mẹ con bác lao công và bác bảo vệ hì hục quét tước, dồn lại giữa sân trường cả một đống toàn là vỏ bánh, vỏ kẹo, chai nước suối, ghế gãy, thậm chí còn có cả bánh chưng nữa. Và dĩ nhiên nếu chỉ có thế thì cũng không đáng kể. Nhưng đáng kể là khi kết thúc buổi lễ, nhóm văn nghệ của B mới rủ nhau ở lại và trốn các bác bảo vệ để chơi một cái trò, đó chính là trò trốn tìm. Khi ấy trường của B có học chung với trường trung học cơ sở ND, nên nhóm văn nghệ cũng gồm mấy bạn trong lớp B và mấy đứa bạn nữa trong đội văn nghệ của trường ND. Tổng cộng có khoảng 13 người. Lúc đó là đã tối lắm rồi, đèn đã tắt hết và những người làm sự kiện đã thu dọn về rồi, nên khuôn viên trong trường lúc ấy tối om, chỉ có mỗi một bóng đèn đỏ hắt ra từ phía phòng bảo vệ ở đằng xa xa. Còn ở trong này, khuất dưới mấy tán cây thì khó lòng mà nhìn rõ thứ gì quá một sải tay. Bọn B lúc này quyết định chơi trốn tìm vì nghe bảo cái thời gian ấy là dễ bị ma giấu, nên cả hội lại liều lĩnh quyết định chơi. Tuy là cũng có sợ, nhưng mà cái thời trẻ trâu nên vừa thấy sợ, vừa thấy ham vì tò mò ấy. Mà khi đấy thì không ai nghĩ gì. Tuổi còn nhỏ nên cả đám đều chầu chầu như nhau, cứ thấy có bạn là chơi thôi, chứ không ai để ý đến con số 13 đen đủi và cái thời gian cấm kỵ đó cả. B và các bạn giao hẹn rồi bắt đầu ăn tù tì để xem thằng nào về bét sẽ phải nhắm mắt đi tìm. Cái thằng về bét ấy không ngờ lại chính là B. Mà cái trò nhắm mắt đi tìm này thể lệ ở mỗi nơi mỗi khác, nó phụ thuộc vào đa phần cái sự giao hẹn của đám trẻ con thôi. Luật chơi hết sức đơn giản, hơn nữa chỉ có ngót chục thằng. Kể thì đông đấy, nhưng với những cái đứa đã nằm vùng nắm địa bàn lâu năm như một học sinh trong trường thì chỉ một lúc là sẽ tìm ra được hết. B mới úp mặt vào một cái cây cột, bắt đầu lẩm nhẩm trong mồm đếm 5, 10, 15, 20. Đến lúc B khựng lại, bởi vì rõ ràng lúc đấy B thấy sau đầu mình có cái cảm giác lành lạnh và cảm giác như có ai đó đứng ngay ở đằng sau, rồi nó thở vào sau gáy của B vậy. B mới vòng một tay ra xoa xoa gáy. Bạn còn nói là mẹ sư cái thằng nào đấy, đừng có mà chơi bẩn nhá. B vừa dứt thì cái cảm giác đấy không còn nữa.
Bé cũng nghĩ là hay có cái đứa nào đấy nó cố tình nấp sau lưng mình, nên bạn cũng không có để ý gì nhiều, chỉ đếm nhanh hơn mà thôi. Nhưng lạ một điều là lúc ngồi nghe các thầy đọc diễn văn, Bé còn thấy nóng như đổ lửa. Thế mà bây giờ cả người Bé lại cứ run lên. Cảm giác lúc ấy đến tận bây giờ Bé vẫn chưa quên được. Nó không phải là cái lạnh của thời tiết, mà nó cứ gai gai người rất là lạ. Bé đếm xong quay ra thì thấy sân trường tối om rồi, xung quanh không có lấy một bóng người. Đoán các bạn đã đi trốn xong, Bé mới bắt đầu đi tìm. Trường không quá rộng nhưng lại rất nhiều ngóc ngách. Nhất là dạo đấy, nhà trường B đang có xây sửa lại một tòa nhà gọi là nhà C, cách nhà vệ sinh nam nữ một cái cầu thang. Và vì là tòa C mới xây nên chưa hoàn thiện điện nước toàn bộ đâu. Một số lớp học còn chưa có cửa, nhưng cũng đã được kê bàn ghế vào trước rồi. Khuôn viên rộng lắm, nên ban đầu B tìm mãi không thấy ai. Mà lạ nhất là nhiều lúc B cứ thấy văng vẳng bên tai, cứ y như có tiếng người nói chuyện ấy. Tiếng nói nó rất nhỏ, nghe cứ như cái tiếng thì thào. Lúc ấy tự nhiên B nhớ lại cái chuyện đi chơi đêm bị ma giấu. Và lại có lần B đi tiểu trong nhà vệ sinh thì cũng có mấy chú thợ xây đi ở trong đấy. B nghe mấy chú thợ xây nói chuyện với nhau. Một chú nói như thế này: "Ở đây cứ thế nào ấy, ở cái trường này cứ như là có ma ấy." Người kia bèn đáp: "Thật không?" Cái cuộc nói chuyện đấy chỉ dừng lại ở đó. Các chú đều nói là thật. Tại sao mà nó lạ lắm. Thời gian đó B cũng hóng hớt, nhưng mà B cũng không tin lắm, vì B vẫn đi học hàng ngày ở đây. Cả bao nhiêu bạn học của B cũng đã có thằng nào kêu ca gì là ở trường có ma đâu. Khi ấy B còn nghĩ là các chú thợ xây thấy có trẻ con nên là cố tình trêu thôi. Nhưng cái chú thợ kia lại tiếp: "Nhìn nhìn thì không thấy gì cả. Chỉ là tao cứ cảm nhận được thôi. Mà hỏi thật ấy, mày có thấy ở đây lúc nào về đêm nó cũng lạnh lẽo không? Chứ anh em chúng mình đi làm nhiều nơi rồi, cũng có những cái chỗ như thế, nhưng mà thường thường chỉ một lúc là quen ngay. Nhưng mà ở cái trường này nó lạ lắm. Mà bọn tao làm cả tuần lễ rồi, mà hễ từ đỗ xe ngoài sân bước vào đến trong này là không hiểu sao cái cảm giác ớn lạnh nó lại xuất hiện. Tao còn tưởng tao ốm cơ. Nhưng anh em mình á, ai cũng đều thế cả. Và rồi trong cái lúc làm ấy, thì rõ ràng vừa để cái bay bên cạnh, quanh đi quẩn lại nó đã biến mất rồi. Mạng nhện thì cứ vừa quét lại hiện ra. Mà nhất là mấy anh em lúc lúc nào cũng nghe văng vẳng bên tai, cứ như có tiếng người nói chuyện ấy. Sợ lắm mày ạ." Người kia hình như là cai xây dựng, nghe thấy thế thì gạt đi, còn cấm không cho chú thợ kia được nói ra với ai. Không nói với ai, nhưng khi ấy thì B đã nghe được hết. Và đến bây giờ khi nhớ lại câu nói của chú thợ xây, tự nhiên B lại thấy rùng mình. Bởi vì rõ ràng lúc này chính B cũng đang nghe thấy tiếng người thì thào ở bên tai. Âm thanh ban đầu không lớn đâu, gần như chỉ là gió thoảng bên tai thôi. Thế mà càng về sau nó lại càng rõ rệt. Dẫu vậy B vẫn không thể hiểu nội dung ấy là cái gì, chỉ biết đó là giọng đàn ông. Một cái giọng đàn ông ồm ồm, rồi có một giọng thanh hơn, kiểu như giọng của một người trẻ. Và cuối cùng là cái giọng thều thào, nghe cứ như là người yếu hơi ấy. B khi ấy hãi lắm, cảm giác như là muốn xón cả ra quần đến nơi rồi. Thế nhưng chẳng hiểu ma đưa quỷ lối dẫn đường thế nào mà hai chân B cứ lần bước đi theo những cái tiếng thì thào đấy. B muốn quay lại gọi to mấy thằng bạn, vì khi ấy B nghĩ mình đã đến cảnh bị ma giấu rồi. Thế mà đúng lúc đấy, tự nhiên trước mặt B lại hiện ra một cái bóng trắng trắng. Nó lấp ló trong một cái bụi cây, cứ đưa đi đưa lại, hết lên lại xuống. B lúc đấy tưởng mình đã hét lên rồi cơ, nhưng lại á khẩu, mồm khô như ngói, ú ớ run bắn cả lên. Nhưng sợ thì sợ thật, B thấy tò mò lắm. Bởi vì khi đã định thần thì B mới nhận ra cái bóng ấy trông rất dị thường. Nó không giống như bóng ma người ở trong truyện hay trên phim ảnh. Nó chỉ là một cái khoảng trăng trắng mà trông nổi bật giữa màn đêm đen. Tò mò quá, B nhặt một cái ống nhựa rồi rón rén tiến lại. Và khi khoảng cách đã đủ gần, B mới lấy hết sức bình sinh, cầm gậy chọc thẳng vào giữa cái đốm trắng ấy. Thì lập tức một tiếng thét thất thanh như xé toạc màn đêm. Rồi ngay lập tức B tái mặt trông thấy trước mặt mình là một khuôn mặt vô cùng khủng khiếp và một tiếng gào như vỡ làng vỡ nước. "Ôi giời ơi là giời, thằng mất dạy, sao mày lại chọc vào đít tao? Ôi giời ơi mày, mày." B thấy tim mình trùng hẳn xuống, cái nỗi sợ ma bỗng biến mất, để thay vào đó là một nỗi sợ hết sức hữu hình. Bởi vì hóa ra cái đốm trắng trắng ban nãy mà B tưởng là ma lại là mông của bà quét rác. B bị ăn một cái bạt tai như trời giáng. Cái tát quả thật không quá đau, nhưng khổ nỗi rất nặng mùi. Và dĩ nhiên sau tiếng hét như xé giở của bác lao công thì ông bảo vệ cũng nhanh chóng có mặt,
lôi cổ 11 thằng danh con ra, chuẩn bị gọi điện cho giáo viên để mà trừng trị tội cái đám chui vào đây nghịch ngợm. Bác lao công để lại đám trẻ trông bảo vệ rồi dọa ra ngoài gọi điện cho cô hiệu trưởng. 12 thằng khóc như vỡ đê, lại đợi ông bảo vệ lâu lâu mới được ra oai, cứ hầm hầm nét mặt, hết lườm lại nguýt hỏi: "Thế chúng mày có bao nhiêu thằng? Ghi hết tên ra đây, khẩn trương nhanh lên." Bọn bề hãi lắm, vội vội vàng vàng làm theo. Nhưng đến khi đấy, đếm đi đếm lại kiểu gì cũng thiếu mất một thằng. Bởi vì tổng cộng có 13 thằng, bây giờ lại chỉ có đúng 12. Cái người thiếu tên là D, học sinh của trường trung học cơ sở ND. Ông bảo vệ còn tưởng thằng D nó bỏ trốn, nhưng hỏi đi hỏi lại thì thằng nào cũng bảo từ nãy đến giờ không hề thấy thằng D đâu. Và khi ấy, cả ông bảo vệ, bà lao công cho đến 12 thằng trẻ con lít nhít mới nháo nhác hết cả lên. Bọn B mới chia nhau ra, cùng với bác bảo vệ và bà lao công tìm từ tòa nhà cũ đến tòa nhà mới thì đều không thấy đâu. Lúc này mọi người cũng thực sự hoảng quá rồi. Đã thế, bà lao công sốt ruột vì tự nhiên lại dây phải cái bọn trẻ này, nên cứ vừa tìm vừa dọa, làm mấy cái đứa yếu vía nó cứ khóc òa cả lên. Nhóm do ông bảo vệ dẫn đầu thì chửi nhau ầm ĩ, lao vào đánh nhau túi bụi vì không nhớ là cái thằng nào nó lại rủ nhau đi chơi vào cái giờ này. Đã thế, điện thoại ngòi bốp bảo vệ lúc này reo như trống rục. Lý do là bố mẹ của đám trẻ con mãi không thấy chúng nó về nên mới gọi đến nhà trường. Nghĩ cũng đúng thôi, bây giờ gần nửa đêm chưa thấy con về thì ai mà chẳng sốt ruột. Lúc ấy không biết thằng nào trong nhóm tự nhiên nảy ra một sáng kiến, đó là gọi thẳng cho bố mẹ thằng D để hỏi xem thằng này nó về nhà chưa, vì nhà nó là gần trường nhất. Và sau một lúc đắn đo thì ông bảo vệ là người bốc máy gọi. Mới tự giới thiệu mình là bảo vệ của trường thì mẹ thằng D đã hốt hoảng nói là nó chưa có về. Thế là chưa đến nửa giờ, 13 nhóm phụ huynh của 13 đứa trẻ đều có mặt trong trường, đi cùng với đó là cô hiệu trưởng, cô chủ nhiệm của mấy lớp có liên quan. Cả trường sáng đèn, nháo nhào như ong vỡ tổ. Chỗ này có tiếng phụ huynh vả con đốm đốp, chỗ kia có tiếng gọi tên ầm ĩ. Nhưng tất cả mọi người đều không thể giấu được sự sợ hãi khi mà mãi cũng không thể nào tìm được thằng D đâu. Và thế rồi không biết cái lúc đang nước sôi lửa bỏng, bỗng nhiên ông bảo vệ không biết từ đâu chạy ra, cầm theo một cái quần đùi bộ đội xanh lét đã rão hết cả chun, rồi mới châm lửa đốt. Hiệu trưởng tái mặt, tưởng ông bảo vệ định phóng hỏa đốt trường, nhưng hóa ra là ông này ông đốt vía. Ông bảo vệ cứ khua khua ngọn đuốc được thắp lên từ cái quần đùi, rồi hú hồn gọi thằng D. Cứ tưởng là mê tín, ấy mà thế nào chỉ bằng độ thời gian rít điếu thuốc lào thì có người phát hiện ra thằng D rồi. Hóa ra là cu cậu đứng nấp ở một góc sâu ở trong hầm cầu thang với tư thế đứng nghiêm và úp mặt vào tường. Gọi hay lay thế nào nó cũng không trả lời. Mà mắt thằng bé này thì cứ nhắm tịt cả vào, kiểu như nó sợ phải mở mắt ra, vì nếu mở mắt ra sẽ phải thấy một cái gì khủng khiếp hiện ra ấy. Còn nói về giao diện lúc đấy của thằng D thì ôi rồi ôi, mẹ nó vừa thấy đã nấc lên một tiếng rồi ngã lăn cả ra, làm cho cô chủ nhiệm cũng đứng cả tim, tưởng sắp bị cả nhà thằng D nhảy vào đòi bồi thường nhân mạng rồi. Nhưng đúng là lúc đấy mặt nó nom sợ thật, mặt mũi thằng bé trắng bệch, môi tím tái, mồm nó há ra một tí, dãi rớt thì chảy thề lề. Và lúc này bác bảo vệ lại xuất hiện. Quả thật các cụ dạy cấm có sai bao giờ, chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng bất chân nhân. Có ai ngờ đâu một cụ mặc quần đùi, đội mũ cối, nách cắp cái rủi trống, chuyên đi bắt mấy thằng học sinh tập tễ hút thuốc, hạch sách từ giáo viên đến phụ huynh, phải dừng xe tắt máy mới được vào trường, lại là một cái người cao tay như thế. Từ cái quần đùi thủng đũng cho đến bây giờ, hết bất ngờ này đến kinh ngạc khác đều được cái ông bảo vệ này chứng tỏ cho mọi người thấy. Thằng D đang đứng úp mặt trong tường, ông bảo vệ nhận ra ngay có khi nó đang bị ốp rồi. Nhìn quanh một lúc, ông dỉ tai mấy đứa bọn B, bảo chúng nó vào nhà vệ sinh, rồi một lúc sau cả đám đi ra. Trên tay ông bảo vệ là một cái áo, không biết ông này ông lấy ở đâu mà nom trông bẩn như thế. Đã thế còn khai nồng khai nặng, và không đợi ai lên tiếng, ông đã chấm tay vào rồi vẩy vẩy vào người thằng D mới bắt đầu mềm người ra. Và ai cũng tò mò toan lao vào, thì ông bảo vệ đã dội cả gáo nước vào đầu thằng bé. Khổ mấy ông bà phụ huynh không biết còn đỡ, chứ mấy thằng vừa bước ra từ nhà vệ sinh trông thấy gáo nước dội cả vào thằng D thì cúi gập người vì buồn nôn quá. Vì kia có phải là nước bình thường đâu, đấy chính là nước tiểu. Nước tiểu của Đồng Nam có tác dụng xua đuổi tà ma, nhưng chắc chắn là do bọn trẻ nó nhịn từ tối nên dung tích hơi vượt quá tiêu chuẩn. Đã thế ông bảo vệ lại muốn chắc ăn, sợ chỉ vẩy vẩy có mấy giọt thì không ăn thua, nên là ông này ông dội nguyên cho thằng D một gáo. Và quả nhiên sau đấy thằng bé nó hồi tỉnh lại luôn. Ai hỏi nó cũng bảo là nó không nhớ gì, nó chỉ nhớ là nó leo lên tầng 4 của tòa nhà C ngồi thu lu dưới gầm bàn giáo viên thì nó nghe thấy tiếng chạy ở bên ngoài sảnh và nghe thấy cả cái tiếng gọi tên nó rủ nó ra đây trốn tìm. Sau đấy thì tinh thần nó mụ mị, không biết gì nữa cả. Và sau cái vụ đấy
thì tất nhiên là cả hội của B bị giáo viên gọi bố mẹ đến và cho đình chỉ học một tuần để tự kiểm điểm bản thân. Còn riêng thằng D thì được nghỉ hẳn 2 tuần vì mãi không hết mùi khai. Sau đó một thời gian thì nhà trường bắt đầu sửa chữa và làm lại cái nhà vệ sinh nam và nữ, thì mới phát hiện ra ở dưới nhà vệ sinh nam và nữ có một bộ hài cốt. B không nhớ chính xác là có bao nhiêu bộ hài cốt, nhưng mà thấy mọi người bảo đó là hài cốt của các chiến sĩ ngày xưa. Và sau đợt này, bọn B tởn đến già, nghĩ lại đến giờ vẫn còn nổi hết cả da gà. Thực hư việc mấy bộ hài cốt có liên quan đến câu chuyện của B hay không thì cũng không rõ. Nhưng các bạn có thể search trên mạng sẽ thấy ngay tin báo về việc tìm thấy bộ hài cốt ở trường trung học cơ sở TV vào cái năm ấy đấy.